bạn đã hoàn thành xong thử thách đua của ngày hôm nay. Và xin chúc mừng đội chiến thắng ở thử thách đua với số điểm 10 điểm, đó là đội Quay Thao. Theo sau đó là đội Khăn Rằng. Và về ba là đội Nón Lá. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đấu. Đội chiến thắng ở tập trước là đội Quay Thao chọn một đội để trừ 15 phút vào tổng thời gian thực hiện thử thách. Quay Thao chọn Nón Lá để trừ 15 phút trong thử thách tiếp theo. Trôi qua rất là nhiều thử thách và hầu như là team Nón Lá không gặp thời cho lắm, nên là cũng hơi trục trặc nhẹ nhẹ, và hy vọng rằng là vào những tập sau thì team Nón Lá sẽ lấy lại phong độ. Thử thách đấu, ngay lúc này đội chơi chọn ra một người mà đội bạn cho là nấu ăn tốt, ngay lập tức đưa ra quyết định. Hay quá, hôn lên. Mình biết rõ hai cô gái khi mình là những người không thường xuyên nấu ăn. Mình đã nghĩ rằng là chắc là mình sẽ thay giùm các bạn đi thi. Đọc cái QR code là phải chọn một người nấu ăn giỏi nhất kia, mình xuống mình chọn Thiên Nhiên nha. Chào. Các bạn đã chắc là ba người này là người nấu ăn giỏi nhất chưa? Cho 2 phút hỏi được. Rồi ok, cho 10 giây suy nghĩ. Đó, và người kiểm định đáp án một lần nữa thôn team của mình là mọi người chắc chưa? Thế là team mình xin em 30 giây rồi hỏi ý. Team mình hỏi lâu nhất. Nói chung là em chưa có lấy chồng được quý vị ơi. Trời, em không biết cái gì hết. Trời ơi, cái tập này em thua tan nát từ đầu đến đuối. Em không biết một cái gì hết. Em không giúp được cái gì cho đội em luôn. Ê, nếu mà như vậy là em phải đương nhiệm thêm 2 năm nữa là 4 năm. Em nghĩ lúc đó em mới đủ trưởng thành. Chứ bây giờ em chưa thể làm dâu được. Em nghĩ vậy. Team em không có phân vân gì nổi luôn các bạn ơi. Team em không có option là tốt hơn luôn. À, trong team mình có một người biết nấu ăn á thì cũng an ủi mình đỡ phần nào. Nhưng mà hai cô gái của team Ly có chia sẻ là không hề biết về nấu ăn luôn. Team Khăn Rằng chọn người nấu ăn giỏi nhất của team là Hoàng My. Team Nón Lá là nên vâng lùi bước về sau để thấy Ly đó hơn. Quay Thao chọn chị Ngọc Diễm. Đúng rồi, đúng rồi. Ba người đứng trước các bạn. Sẽ không phải là người tham gia thử thách này. Em biết ngay mà, cho em biết ngay mà khúc này. Ngay bây giờ ba bạn xin mời bước lên xe. Trả lời trong vòng 10 giây thì Diễm thấy là có cái gì đó không đúng rồi. Và cuối cùng hay quá, bạn bị loại khỏi cuộc chơi. Cũng đã không có quá xa lạ với những lần mà đã bị gài hàng như thế trong chương trình Việt Nam Quay Nốt. Nhưng mà thật không ngờ là mình lại chủ quan đến điều này quá. Là con dữ lắm á. Chân hưởng. Gục ngã luôn nha. Anh chị ta biết có cái gì giống tiền kỳ. Mọi người sẽ kêu mình. Điều gì giống tiền kỳ. Thấy cái này lừa đảo. Lừa đảo. Chương trình này đem từ sự bất ngờ này đến sự bất ngờ khác. Tại vì mình nghĩ là chắc không cho nấu ăn đâu, cỡ nào cũng phải cho kiểu như là tìm ra nguyên liệu của những món này hay kiểu gì đó. Thử thách đấu, tớ nấu cậu nếm. Người chơi nấu ăn tốt đã được cử ra sẽ là thực khách thưởng thức món ăn. Hai người còn lại của mỗi đội sẽ nấu một mâm đồ ăn có đủ. Thứ nhất, một món canh. Hai, một món chiên hoặc xào hoặc nướng. Món thứ ba sẽ là một món hấp hoặc là món luộc. Đội chơi đã được chuyển một khoản tiền qua tài khoản. Nè má bày. Để đi siêu thị. Hai thành viên vui lòng di chuyển ra cây ATM gần nhất để rút tiền. Thời gian nấu ăn là 90 phút. Đội chơi bị trừ thời gian sẽ có thời gian nấu là 75 phút. Đội chiến thắng ở thử thách trước. Bản đồ ẩm thực sẽ được lựa chọn đề cho cả ba đội. Mâm món ăn miền Bắc, mâm món ăn miền Trung, mâm món ăn miền Nam. Các thành viên này sẽ đánh giá các mâm cơm bằng cách cho sao. 1 sao, 2 sao và 3 sao. Lần lượt được 10, 9 và 8 điểm hết. Ê, là giống như kiểu thành viên của mình tự giết thành viên mình. Ok luôn. Ok. Diễm không phải là át chủ bài của đội Quay Thao không nấu ăn. Linh mới là át chủ bài. Tụi mình vẫn kiểm soát được tình hình. Cho nên là ban tổ chức đừng hòng mà gạt tụi mình ra khỏi cuộc chơi nha. Nấu ăn, ăn được thì ăn. Nấu được nấu, nấu được nấu. Bước tới đèo Hải Vân bóng xế tà. Ô
Bình tĩnh tại vì em nghĩ là em nấu được. Tại bình thường em rất là hay nấu và hay được mọi người khen xung quanh mình, khen là mình nấu ăn ngon, là kiểu mình cũng rất là tự tin ấy. Tính già quá non mấy chị ơi. Hơi đâu ngồi tính đại đi, có biết nấu đâu, món nào mà không được, món nào cũng thua hết trơn. Nghĩ chi cho mệt cái đầu nè. Bà bác thì vẫn được 8 điểm thôi, có dở thì thôi cũng 8 điểm mà. Ba mẹ luôn tự hào về con biết điều đó. Vân rất là ít khi nấu ăn nên là cái câu chuyện thắng thua thì mình cũng không có đặt nặng, tại vì mình cũng biết được cái sức mình. Rồi rồi xong rồi, bên đội em sẽ chọn miền Nam. Rất là bất ngờ với chị Tường Linh là chị Tường Linh chọn nấu món miền Nam. Tại vì mình nghĩ là chị là người đúng rồi. Nếu như mà chị Diễm dễ đoán nhất là chị Tường Linh sẽ nấu món miền Trung thì chị Diễm sẽ nên cắm điểm cao. Linh đã sống miền một thời gian ở miền Nam khá là lâu nên Linh tự tin ở món ăn miền Nam nhiều hơn. Em và Linh cũng đều thống nhất là được kề thế thôi, mình chọn miền Nam, mình cố gắng nấu ngon thì là ngon, chắc chắn chị Diễm sẽ nhận ra thôi. Tại ngon là nấu món miền Trung. Và còn lại người cuối cùng, Vân thường xuyên không nấu ăn luôn á, đa phần là mẹ Vân nấu cho Vân ăn thôi, nên là mình nghĩ là thôi mình phó mặc cuộc đời này rồi, thôi kệ đi. Và đội khăn rằng nấu món miền Bắc. Trời ơi, không tin được luôn. Bị bất ngờ tại vì em chưa giờ nấu món miền Bắc cả. Thì giật mình luôn. Mỗi đội sẽ có 200.000 để đi xem. Mệt quá. Sao mình phải chạy từ từ để mình suy nghĩ coi là với 200.000 này mình sẽ muốn những gì. Lấy rồi, mình phải rút tiền thôi. Đây, chiếc thẻ kỳ diệu. $200,000 vỏn vẹn để đi siêu thị. Team của mình đã đi số tiền 210,000. 10,000 còn mượn là của team Nón Lá đi chợ rất rẻ nha. Xinh. Nón Lá đi chợ có 168,000 thôi. Xuất sắc luôn á. Ba, hai, một, bắt đầu thi kinh lan. Ôi, rồi xong rồi. Đang đứng vượt cười. Bây giờ trong khoảng thời gian là 15 phút thì Team Nón Lá sẽ được gửi đến tất cả quý vị một bài hát mà liên quan đến Hà Nội. Hà Nội mùa này vắng nhưng cơn mưa. Dạ ơi, là mưa là xu lắm á chị. Chạy không kịp luôn á. Không sao. Duyên, uống cơm. Dạ. Nấu canh hay luộc gà trước? Dạ nấu canh. Trời hay quá, cái nồi không dễ vừa cái này luôn. Cái nồi để lọt luôn, cái bếp luôn. Ờ ha. Vừa đó chị. Để lại để lên luôn. Đúng rồi, để lên luôn chị. Có sự tính toán hết rồi. Ban đầu thì mình cũng hơi lo không biết là mình có nấu ăn kịp hay không. Không rồi mình cũng bình tĩnh lại, có mình ngồi mình hát ca bình bầu chọc những team còn lại. Trời ơi, team này có đùi gà chiên nha mọi người. Có gà rô tê. Luộc nha. Có đùi gà luộc. Luộc nha. Tụi tiên biết ngồi gì mình luôn nha. Rô tê là miền nè, miền Tây nha mọi người. Rô tê là miền gì cũng ăn hết trơn á. Ừ. Chuyển sau này định lấy chồng miền gì chị? Chị nói chồng California. America. Anh rể ơi, trên sóng truyền hình này hôm nay anh rể sẽ tự hào về vợ của anh. Có nghĩa là chị chỉ nên nếm giỏi thôi, còn các bước là chị không chị nhớ được dân á. Bao nhiêu phút rồi ạ? 10 phút nữa ạ. Team em dù gì cũng về bé rồi. Chị em kia đón dễ dàng bỏ cuộc vậy hả Vân? Nói chung là mình biết cái gì cũng phải lợi. Không, Vân nó xạo đó, giả bộ nói vô cho mình dân đánh lạc, đánh lạc hướng rồi chị ơi. Mình khinh địch. Ê, bà nói mình đánh lạc hướng rồi, kệ để mình qua hướng bà. Cái đội còn lại không biết đâu, tại vì Vân nấu ăn rất là ngon. Nó ăn thường xuyên luôn, cho nên là Vân giả bộ thôi, không có phòng thủ mình thôi, chứ thật ra thì mình nấu ăn rất là ngon. Chị nghĩ là tháng 4 qua rồi mà sao vẫn còn ngày nói dối vậy ta? Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Chị lặt rau lòi ruột nha. Chị lặt rau lòi ruột, em luộc rau ruột lòi. Ruột lòi. Xàm ghê. Lặt rau xong. Trời giỏi quá cô giáo ơi. Lặt rau mà kêu giỏi cho bó tay luôn, lòi ruột nè. Thôi tỏi ok, tỏi ok rồi. Thôi. Hành đâu được, có hành. Ba củ. Thôi hành ok rồi, hành ok. Đó. Bây giờ lặt rau đây. Trời ơi, yên ngắn liền ha, hết hót rồi ha. Ủa? Mi ngừng hót rồi đó. Chấm dứt cái khoảng thời gian nghỉ là 15 phút thì Vân nhớ là mình chạy vào cuộc đua liền, mình chạy rất là nhanh. Chị Linh ơi, chị đang cần gì? Chị Linh, chị la lên nha, để em biết nha. Ừ. Sẽ đổ luôn cái dao này ở đây, cầm ở đây. Mình không quan tâm xung quanh nữa, mình chỉ biết là làm và gọi là kết nối với lại chị Tiêu Linh làm sao để có thể hai chị em có thể nấu nhanh nhất. Tất cả các món miền Bắc bao gồm có gà luộc, lá chanh, canh mồng tơi, cua đồng, quế mướp, chả cốm, chiên, cà pháo, mắm tôm.
Ngày hôm nay khi mà được nấu ăn giữa một khung cảnh rất là nên thơ của Hà Nội như vậy thì Yến cảm thật sự quá tuyệt vời mọi người ơi. Tim Nón Lá sẽ là mâm cơm miền Trung, canh cải tôm, cá kho Nghệ, chả giò tôm mực. Cảm ơn đội Quay Thao tại vì đã cho Tim Nón Lá nấu món miền Trung, thì chắc là sau này chắc mấy chị em có duyên làm dâu miền Trung ấy. Là người miền Trung của mình ăn có một cái đặc biệt là hay ăn với lại Nghệ. Vâng, nghĩa là những cái món đơn giản nhất sẽ là cái món mà dễ nấu và dễ chiếm tình cảm. Linh đang làm nước màu cho nồi kho cá. Kho cá miền Trung thì chắc là nó ngọt hơn, với cả nó không, nó không có ngọt hơn. À, nó mặn ạ. À, tại đợt đấy chị đi Nha Trang á, chị thấy món gì cũng ngọt luôn. Bây giờ thì Châu đang sắc bầu để mà nấu một cái món rau tôm nấu với ruột bầu. Rồi tính ra mình làm biết nêm nếm nha. Ít thôi chị ơi, mặn nha. Đang chiên chả cốm mà đèn vàng cũng không biết trải chín chưa. Thì Hoàng Yến cũng đoán được là White House sẽ chọn món miền Nam, tại vì hầu như món miền Nam rất là dễ ăn và nêm nếm nó cũng rất là vừa vị, bởi vì tất cả hầu như các tất cả thí sinh chơi với nhau đều là miền Nam. Cùng Tường Linh là một cô gái miền Trung thì chúc Tường Linh hãy nấu ăn miền Nam thật ngon nha. Nói chung á là mình rất là đam mê nấu ăn, đam mê ăn, và hồi xưa thì nấu giỏi những món miền Trung, nhưng mà khi mà vào Sài Gòn học thì bắt đầu ăn theo việc miền Nam cũng nấu cũng khác. Hồi nãy mình cũng rất là phân vân, không biết là biết ăn nấu miền Trung hay miền Nam, nhưng mà thôi mình sẽ nấu miền Nam có một cái nó khác. Thì cái này em chưa chiên à? Đang có bắt đầu vào nấu thì Yến với Duyên đã chia nhau ra cái nhiệm vụ là sẽ hỗ trợ nhau làm cái gì, và Yến sẽ làm những cái món đơn giản và Yến pha nước chấm, nhưng còn Duyên sẽ là người chủ đích là sẽ làm món canh và cho Duyên, tại vì món canh Yến cảm thấy không tự tin đi nấu. Anh phải quay cùng nước mạo tụi em mà nó giống như caramel, đẹp siêu đẹp luôn ấy. Quá cháy, nước mạo bị đông là giống như caramel. Hả, khi nào là nói mục đích làm gì ạ? Nước màu. Đây nhờ làm nước màu. Làm rất là nhanh, chỉ cho Khánh Vân làm sao để làm nước màu kho cá. Sao vậy? Ngon xuất sắc vậy ba. Ngon lắm. Mình còn nhờ mọi người nếm những cái món mình ăn. Lúc đó Ngọc Châu và Khánh Vân là nói chung là mọi người nếm thì khen nó là ngon. Vị miền Trung đúng không? Hơi cay. Không sao, miền Trung nó cay, cay. Chắc là dốc ớt, bớt ớt rồi. Cay. Cay quá. Chị thì người miền Bắc và chị thì ăn rất là nhạt. Còn Vân á, thì hàng ngày Vân ăn á, thì Vân ăn rất là đậm đà. Nên là khi mà chị nêm hơi lạc thì Vân tự tay Vân bỏ thêm vô. Vân có nói với chị là em sẽ nêm theo. Tại vì khách mời của chúng ta là người miền Nam đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là tin tưởng vào khẩu vị của Vân. Mềm ha, ngon nha, được nha. Đổ không? Vì sao không? Mình làm dư quá đó. Mình chỉ là bài trí một ít xíu xíu để mà vừa đủ món ăn đẹp mắt thôi, còn lại thì mình vô bụng. Ở ngoài lạnh lắm, vô bụng gì cho ấm nha em. Nóng là rất là ngon. Còn Yến ăn dụng rất nhiều nha. Yến ăn dụng nguyên liệu luôn. Để tránh bỏ phí đồ ăn thì mình nên gặm cho hết. Tại vì mẹ Yến nói là mỗi lần mà ăn không hết bỏ phí là sẽ kiếp sau biến thành con gà. Thì mình đang trong những bước cuối cùng của việc chuẩn bị, không biết là phần khẩu vị của mình có hợp với mọi người trong kia không. Đó, em xào hai lần mà. Để mà cái bò không quá chín thì mình sẽ hai lần xào. Mình sẽ xào bò tái trước và mình xào đậu ve. Cho nó hơi gần chín thì mình đổ thịt bò vào rồi mình mới trộn. Thì lúc đó bò nó vừa mềm nè. Cuối cùng thì hai chị em vô tình lại là bị dù bị trừ 15 phút nhưng mà lại là một trong những đội nấu ăn xong sớm nhất. Châu ơi, múc canh Châu ơi. Đang múc. Ủa? Châu ơi, đây chén ăn cơm rồi Châu ơi, chén ăn cơm Châu ơi. Từ từ. Trời ơi, Châu cũng chỉ có hai chân hai tay. Phụ nè, bên phụ bưng nè, phụ bưng nè. 3, 2, 1, hết giờ. Phải giơ tay lên đổ hàng không?